Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Và đương nhiên rồi, trong rất nhiều câu chuyện được kể ở đây thì chúng ta đôi khi nghĩ rằng là những bi kịch đó, hoặc là những biến cố đó, hoặc là những trải nghiệm đó là chỉ có mình thôi nè, mới gặp, chứ còn mình nhìn xung quanh đời mình sao ai cũng phơi phới hết trơn á, ai cũng rất là thảnh thơi, thậm chí là mình có cảm giác như là cả cái thế giới này ai cũng may mắn, có một mình á là không có may mắn, bất hạnh. Tuy nhiên, thực sự thì ai cũng có chuyện. Và ngay bây giờ, câu chuyện của tuần này sẽ là câu chuyện của ai? Và đó là chuyện gì? Thì chắc chắn rồi, chỉ khi nào nhân vật lên tiếng chúng ta mới có thể biết được mà thôi. Xin mời quý vị khán giả làm quen với nhân vật của tuần này. Chào em. Dạ, em chào chị. Em chào quý vị khán giả. Em là Trần Hồ Hà Đan. Em là thí sinh của Miss International Queen Việt Nam 2023. Dạ. 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 Cho nên là mọi người sẽ thấy là khá là quen đây. Nếu như có một cái city tour, có một cái hình ảnh đặc biệt từ cái cuộc thi đó, thì em sẽ gợi nhớ mọi người như thế nào về bản thân của mình? Chắc là cái ấn tượng mà mọi người nhớ về em nhất đó là cái hình ảnh một cô gái cạo đi mái tóc của mình, xuất hiện với cái đầu không có tóc. Dạ vâng. Đó được coi như là một cái hình ảnh đặc biệt. Dạ. Vì một cái kịch bản truyền thông hay là vì một cái điều gì đó mà mọi người chưa biết tới? Thì đến với MIQ là một cái duyên. Và điều đặc biệt là trước cuộc thi em cũng không có nghĩ là em sẽ tham gia cuộc thi. Và mặc dù em có cái niềm đam mê cũng như là một cái tình cảm dành cho fan sắc đẹp rất là lớn, tuy nhiên là em nghĩ là một người có thể gọi là không có được chiều cao tiêu chuẩn và cũng không có được một cái ngoại hình chuẩn về beauty queen. Nhưng mà cái thời điểm mà em biết được mẹ em bệnh đó, thì em bắt đầu suy nghĩ rất là nhiều về cuộc sống. Em suy nghĩ về tương lai, về một tháng, hai tháng tới, rồi suy nghĩ về mình và mẹ như thế nào. Thì em mới quyết định tham gia cuộc thi, bởi vì em suy nghĩ thà một lần mình thử, và nếu như may mắn thì mình sẽ làm cho mẹ mình tự hào hơn là mình cứ bình và mình biết đâu được là mình lỡ mất đi một cái cơ hội để mà chứng minh bản thân, để cho mẹ cảm thấy tự hào về mình. Thế thì cái gắn bó giữa mình với gia đình là một cái gắn bó, nếu như tự mô tả thì em sẽ mô tả như thế nào mà nó đặc biệt hơn cả những thành viên còn lại? Chắc chắn là cái tình cảm mà em dành đặc biệt nhất là dành cho mẹ. Bởi vì từ nhỏ mẹ là người đồng hành cùng với em trong những cái quyết định quan trọng, hoặc là trong cuộc sống hàng ngày của em, tất cả mọi thứ đều có mẹ bên cạnh. Và ngay cả khi em lên Bạc Liêu học hay là em phải rời quê để lên Sài Gòn học, thì em cũng có mẹ đồng hành xuyên suốt. Ví dụ như là hàng ngày mẹ luôn gọi em, hôm nay ăn cái gì, hôm nay làm cái gì, có mệt không, thì tất cả mọi thứ mẹ đều quan tâm em. Em Home, thiết kế xây dựng và thi công nội thất. Thế thì cái điều gì mà nó rất là đặc biệt để rồi em thấy rằng là mẹ được coi là một cái chỗ nương tựa về mặt tinh thần quá lớn đối với em như vậy? Để chia sẻ về mẹ, mà em nghĩ là mẹ không có làm gì lớn lao cho em, và em cũng trong cuộc sống của em luôn, em không có cần ai phải làm gì lớn lao cho em, mà chỉ cần đơn giản là những cái cử chỉ, những cái hành động quan tâm em là em cảm thấy là có cảm xúc với người đó. Và đặc biệt là mẹ, mẹ thấu hiểu em, và mẹ cho em có cảm giác là rất là an toàn khi mà em chia sẻ câu chuyện của mình, cũng như là bất cứ thứ gì ngày hôm đó là em, ví dụ như là chuyện này chuyện kia có thể là mình sẽ giấu đi, nhưng mà không, đối với mẹ thì em luôn luôn chia sẻ, và hai mẹ con có thể nói là như là hai người bạn vậy đó. Điều này có nghĩa là mẹ luôn phát cho em một cái tín hiệu rất là an toàn. Mẹ có phải là cái người mà đã giúp cho mình cảm thấy tự tin và mình yên tâm rằng mình luôn được chấp nhận không? Dạ có. Là mẹ có thể là chắc chắn là sẽ có sự tác động của bên nội bên ngoại, hoặc là những cái tác động xung quanh. Tuy nhiên mẹ chưa bao giờ nói với em. Mẹ chưa bao giờ là chơi vài năm đi rồi sau này lấy vợ. Mẹ không hề nói chơi bời gì chuyện này trời. Mấy đứa em chơi bời gì ở đây. Hoặc là kiểu như là mẹ sẽ không kiểu nói là đi đứng cho đàng hoàng rồi ăn mặc cho đàng hoàng, người ta cười đồ đó. Là mẹ không chia sẻ với người đó. Mẹ lúc nào mẹ cũng an ủi và động viên em là mình làm cái gì miễn không ảnh hưởng đến ai, và cũng như là mình cứ sống tốt với bản thân của mình trước thì nó sẽ không có gây phạm pháp, cũng như là nó sẽ không gây một điều gì ảnh hưởng tới bất kỳ ai hết, là tốt lắm rồi. Thương mẹ. Tại mình biết là mẹ phải giống như cái tấm khiên vậy đó. Đúng rồi. Mẹ chặn hết
những cái lời ong tiếng ve, những cái mũi dùi dư luận với ba, thì mẹ có phải cố gắng để bảo vệ em trước mặt ba hay không? À, dạ, em nghĩ là không. Tại vì cả ba và mẹ thì hai người đều, nếu mà dùng từ ủng hộ thì em nghĩ là không đúng. Nhưng mà cho lại chấp nhận. Dạ, chấp nhận. Chấp nhận cái giới tính của em cũng như là chấp nhận con người của em, và cho em phát triển một cách tự nhiên nhất. Thế tự nhiên lúc đó mình cảm thấy mình quý cái gia đình này. Dạ, và rồi. Tự mình phải nghĩ là mình phải làm tốt. Tốt đến cái mức mà vốn mình không có nghĩ là mình sẽ chơi lớn đến mức là mình đi thi là Miss International Queen. Dạ. Mà đi luôn. Dạ. Trời ơi, em có bị áp lực nhiều không? Thời điểm mà em phát hiện mẹ bệnh cũng như là trong cái quá trình mà điều trị bệnh của mẹ em thì em luôn đồng hành với mẹ. Và đặc biệt là trong cuộc thi thì đôi khi em bị lo lắng. Dạ, em là một người hay suy nghĩ và hay lo lắm. Hay lo về tương lai này kia lắm. Overthinking hả? Dạ, đúng rồi. Em cảm nhận như là mình như vậy á. Cho nên là ngày hôm nay được trò chuyện với chị em rất là vui luôn. Thôi, bởi vì em lo hơn á. Em rất là vui luôn bởi vì em nghĩ là những cái điều em chia sẻ là chị sẽ hiểu được em chia sẻ. Và đến với cuộc thi thì em lo cho mẹ ở dưới quê. Và điều đặc biệt nữa là lo về kinh tế. Dạ, tại vì em không phải là kiếm quá nhiều tiền trong cái thời điểm mà trước khi thi, mà là em tích góp. Em đi làm rất là nhiều, từ năm cấp 3 hoặc là lên đại học thì em cũng đi làm. Em không có giống kiểu là suy nghĩ là đắn đo công việc, mà công việc gì miễn là kiếm ra tiền, nó không phạm pháp, nó không ảnh hưởng đến ai, mà mình dùng tay chân của mình làm ra tiền thì em đều làm hết. Em không sợ nặng nhọc gì hết. Thì cái khoản tiền đó là em dành để mà gom góp hết để mà đi thi. Đó, thay vì là lấy số tiền đó là điều trị bệnh hàng tháng của mẹ, thì em lấy phân nửa ra để em đi thi, còn phân nửa thì điều trị cho mẹ. Thì lúc đó em có một cái suy nghĩ là chết rồi, thi xong mà lỡ không được cái gì thì biết sao giờ. Lúc đó là mình trắng tay đó. Em có một cái mối lo như thế. Cho nên là em vừa suy nghĩ như vậy thì em phải giật cái tinh thần của mình là không được, thi xong rồi là phải đi làm liền. Thi xong rồi là em kết nối với những mối quan hệ, thì em tìm kiếm công việc cho mình. Ngay cả thời điểm hiện tại thì em làm rất là nhiều công việc, và cũng như là em cố gắng sức trẻ của mình ở hiện tại là em không có, giống kiểu như là em không có chê công việc gì hết. Rồi dừng chỗ này cho chị 5 giây để mình nói về cái lý do chỗ này nè. Tức là mình có một cái cục tiền mình để dành. Dạ. Do cái lao động của mình trước đó. Dạ. Cái bỗng dưng cái thì thôi, sinh lão bệnh tử ở đời đâu có biết được. Thì mẹ đến cái đoạn đó là bệnh để lão đó, thì ai cũng bệnh mà. Cái mẹ đổ bệnh thì thông thường các bạn sẽ bị băn khoăn vậy nè. Đó là gom hết cái cục tiền này lo trị bệnh cho mẹ. Để cho nó gọi là cho nó thỏa cái lòng hiếu đạo. Trong khi đó cái cơ hội của một cái cuộc thi mình có thể thử sức, nó lại mở ra và nó cũng mang tính thời điểm thôi. Muốn thi nữa thì phải năm sau, hoặc thậm chí là đôi khi có những cái biến động mà không biết chừng nào mới được thi nữa. Rồi vậy thì bây giờ làm sao giữa hai cái sự kiện như thế này? Thì thường các bạn rất là băn khoăn. Thường các bạn trẻ thường rất là băn khoăn trước những cái sự kiện lớn như vậy. Thế thì tại thời điểm đó đó, khi mà em chốt hạ là một nửa đem ra trị bệnh cho mẹ, một nửa mình đầu tư cho cuộc thi, thì lúc đó em đã nghĩ cái gì để em làm cái điều đó mà em cảm thấy là đó là giải pháp mà mình chọn? Thì để em yên, tại vì em overthinking nữa mà, em nghĩ nhiều dữ lắm. Vậy thì cuối cùng khi em chọn cái giải pháp như vậy thì em đã chốt lại bằng cái suy nghĩ gì để em chọn cái phương án đó? Đơn giản của em là thi MAQ không có tiền cũng có tiếng. Thì lấy cái tiếng tăm đó của mình và mình thể hiện hết sức bản thân của mình. Và đặc biệt em là một người là cái gì người ta không tin mình làm được thì mình phải làm bằng được. Tức là mình hiểu rất rõ cái động cơ của mình. Dạ đúng rồi. Gì. Và em cũng xác định rõ là đến đây vì điều gì. Em không cần chiến thắng với bất kỳ ai hết. Và em đến cuộc thi là em cũng thể hiện những gì mình có, những cái gì mà mình suy nghĩ ra, mình cứ chân thành nhất có thể thì mình làm hết khả năng của mình, và may mắn sẽ tự nhiên đến với mình. Và cuối cùng là em cũng có được một cái giải thưởng mà em cảm thấy mình rất là trân quý nó. Dạ. Cái giải của cái năm đấy mình có là cái giải... Dạ, người đẹp truyền cảm hứng. Dạ, quá cảm hứng mà. Bởi vì cái cuộc thi thì em có... Khi mà vào top rồi thì em quyết định là em chi tiền để mà đầu tư. Thì em biết được là cuộc thi sẽ ghi hình bao lâu, và cái khoản tiền của em để dành cho mẹ là mình điều trị trong bao lâu. Thì em cân đo đong đếm hai bên, và chắc chắn là nó sẽ có rủi ro, và chắc chắn là sẽ có một sự hao hụt.
Tuy nhiên là trong thời điểm đó sẽ có những người giúp đỡ em, những người bạn của em giúp đỡ em trong thời điểm đó, và em rất là mang ơn vì cái điều đó. Có nghĩa là ở đây không phải là một cái sự ham muốn cá nhân, mà mình đã ngồi mình trải ra, mình tính rất là chi tiết, bao nhiêu, trong bao lâu, khoảng nào, khả năng gọi là khủng hoảng đó là cái gì, giải pháp mà nếu khủng hoảng xảy ra là cái gì, và đặc biệt đó là mình đi thi là vì mình biết mình mang lại cái niềm vui gì cho mẹ. Có nghĩa là mình cũng không có ích kỷ, không có vì cá nhân ở đây. Thế thì trong cái lúc mình đi thi, hồi nãy em có nói một cái câu mà chị cảm thấy là nó khá thú vị, đó là không có được tiền thì cũng có được tiếng, không có được cái danh thì cái việc mà mình vang dội trong suốt một cái khoảng thời gian dài của cuộc thi nó cũng đến. Thế thì điều này nó có là nguyên nhân của hình ảnh một cái thí sinh mà không có tóc? Có nghĩa là nó có nằm trong cái sự tính toán về việc xây dựng hình ảnh của em không? Về tóc thì nó sẽ không có nằm trong sự tính toán của em. Nhưng rõ ràng theo chị nhớ lúc đó mọi người cũng hồ nghi. Mọi người cũng đặt ra câu hỏi và mọi người cũng có thể gọi là tấn công đó. Về cái hình ảnh đấy. Thế thì thực ra nó là cái gì? Chia sẻ thật thì cái câu mà em nói là không có tiền cũng có tiếng là bởi vì có thể thấy ở thời điểm hiện tại hoặc là những cái năm trước thì mọi người sẽ thấy được những cái hình ảnh mà một người biết người đẹp Hà Đan. Biết Hà Đan hoặc là một người đẹp phải là cao, phải trắng, phải có tóc dài thước tha. Nhưng em đến đây vì là chắc chắn là cuộc sống này không có thể nào mà có quá nhiều người hoàn hảo, mà sẽ có người là có một cái cơ thể không cao, họ có thể là không đẹp, họ có thể là tóc họ không có dài, hoặc là họ có một cái khuyết điểm nào đó. Tuy nhiên họ dám đứng đây, họ dám tự tin chia sẻ câu chuyện của mình, thì đó là một cái thông điệp và cũng như là cái một sự truyền cảm hứng mà em tin chắc rằng sẽ không có nhiều người thì chắc chắn cũng 10 người hoặc là 100 người. Quá trời biểu đạt qua hậu rồi, quá trời biểu đạt thi ứng xử rồi, up crowd lên liền bây giờ nè. Hoặc là 100 người cũng sẽ đồng cảm được với em và họ sẽ không còn gục ghè nữa. Bởi vì có thể thấy là có nhiều người sẽ bị body shaming hoặc là mọi người sẽ bị tự ti về ngoại hình của mình. Bởi vì em là người đã từng trải, cho nên là em hiểu cảm giác đó, cho nên em rất là thương. Cho nên là khi mà em đưa cái hình ảnh mình lên là một phần em muốn truyền tải cái thông điệp của mình. Là bạn không có lỗi, đúng không? Dạ, đúng rồi. Do body không có lỗi, nó như vậy, cơ thể của bạn nó như vậy. Em phá vỡ mọi quy chuẩn về cái đẹp. Rồi, như vậy thì đầu không có tóc cũng nằm trong cái chiến lược đó. Dạ không, tại vì em thêm một cái nữa là em rất là trọng lời hứa. Và đặc biệt là lời hứa giữa con người với con người á. Em hứa với ai? Em hứa đó là em không với Phật. Dạ, dạ đúng rồi. Tại vì khi mà em rất là tin vào nhân quả. Thì khi mà mẹ em bệnh là em lập tức là em đi chùa. Dạ, em rất là thường xuyên đi chùa. Thì em có khấn là nếu như cái bệnh tình em không có khấn là hết 100%, nhưng mà nếu như mà bệnh tình của mẹ lần tiếp theo đi tái khám mà nó có tiến chuyển thì em sẽ cạo đi mái tóc của mình. Bởi vì một câu em phải nhắc lại đó là mái tóc mất đi có thể mọc lại, còn mẹ thì không bao giờ. Mái tóc mất đi có thể mọc lại, còn mẹ thì không bao giờ. Cho nên là ngay cái hôm mà mẹ đi khám và bệnh của mẹ bác sĩ nói là sẽ có tiến triển và cũng như là sẽ có phương pháp điều trị cho phù hợp, thì chiều ngày hôm đó là em đã đi cạo. Là lúc đó là đang trong cuộc thi hay chuẩn bị đi thi? Chuẩn bị đi thi. Em lúc đó là em không có suy nghĩ là về hình ảnh là phải đẹp đẹp như thế nào hoặc là tóc ta như thế nào, mà em quan trọng là cái lời hứa hiện tại, là em đã hứa rồi là và đã có kết quả rồi thì em phải làm. Và mình đã nguyện ngay từ đầu, mình đã có tâm thế là mình đi thi bằng cơ thể của mình mà. Dạ đúng rồi. Thầy nói như thế nào mình đi thi như thế đấy. Dạ đúng rồi. Vừa cái tự nhiên cái có một cái hình ảnh như thế xuất hiện trong cuộc thi. Dạ. Thế thì lúc đó em phản ứng như thế nào với những cái bình phẩm, với những cái lời của mọi người khi mà mọi người cho rằng cái mái tóc đấy là nó nằm trong chiến lược truyền thông của em? Có thể là em không quan tâm. Dạ. Bởi vì cuộc sống của mình và đặc biệt là những cái điều ý nghĩa bên trong bản thân của mình đã nguyện cho mẹ của mình, thì tại sao mình phải phân vân và mình phải bận tâm về những cái điều tiêu cực, trong khi cuộc sống mình đã quá nhiều tiêu cực rồi mà mình lại nạp cho mình sự tiêu cực nữa. Thì thời điểm đó là em không quan tâm quá nhiều. Thế thì mẹ có biết cái việc em đi thi trong một cái nhân dáng như vậy không? Dạ không. Mẹ không biết mình đi thi. Đúng rồi. Đến khi nào mẹ mới biết em đi thi? Đến khi chương trình phát sóng. Em rủ mẹ coi hay vô tình là mẹ coi? Tại vì
cái dưới quê em á thì mọi người cũng dần dần sẽ tìm hiểu mạng xã hội, nhất là TikTok đó. Thì cái câu nói của em là khi mà em nói với giám khảo á, vô tình nó lên xu hướng viral luôn. Viral xong là dưới quê ai cũng biết hết. Rồi em nói cái gì mà cả quê người ta biết nè, coi coi có báo thủ không ở đây nè. Đó là em nói là mái tóc mất đi có thể mọc lại, còn mẹ thì mất rồi sẽ không bao giờ. Trời ơi, thành ra cả làng vỗ tay đó. Con bà gì, mẹ quê thứ mấy? Con bà bảy. Con cũng là bà bảy đó. Trời ơi, rồi lúc đó là mẹ mới biết. Mẹ biết là vì mẹ coi hay một ai đó chạy qua đưa cho mẹ coi. Dạ, mẹ biết gì cháu của em đưa cho mẹ coi. À, dạ. Tụi nó nói sao? Nó nói nè nè Út Đoan, tại vì em thích tên thật của anh là Út, tên là Đoan. Dạ, nói là Út Đoan lên hình được. Rồi xong rồi mẹ coi. Cảm xúc đầu tiên của mẹ em là mẹ em khóc. Dạ. Xúc động quá. Dạ. Em rất là giống, em giống mẹ rất là nhiều luôn, là rất là dễ khóc. Mẹ cũng vậy luôn, hầu như là 6 tập thi là tập nào mẹ cũng khóc hết. Tập nhất là cái tập em bị loại là mẹ còn khóc dữ hơn nữa. Tại sao loại nó? Tại sao loại con của mẹ? Với lại là em rất là sợ nghèo. Cái thời điểm mà cấp 2 của em thì em đã từng làm rất là nhiều công việc. Và khi mà em với mẹ đi nhặt ve chai hoặc là đi làm những công việc có thể là thấp, nhưng mà em vẫn rất là tự hào về bản thân của mình trong thời điểm đó. Và bây giờ em cũng như vậy, em sẵn sàng em chia sẻ bởi vì đó là sự thật, đó là những cái đồng tiền mà em làm ra. Thì có một ngày là em, mẹ bất lực, mẹ không có tiền để mà tiền ăn cơm hàng ngày. Thì bắt đầu là em chở mẹ đi mượn tiền. Thì lúc qua đò là chỉ có 2.000 thôi, mẹ cũng không có tiền trả nữa. Xong chiều ngày hôm đó em thấy cái hình ảnh mẹ ngồi mẹ khóc. Mà cái cảm giác mà một người khóc mà bất lực, không có biết làm gì tiếp theo á, em thấy nó bị kinh khủng với em. Cho nên là em tự hứa với bản thân của mình, và đó là một cái hình ảnh cũng như là những cái hình ảnh về quá khứ của em, là em bắt đầu là dặn với bản thân của mình là phải luôn luôn cố gắng, luôn luôn nỗ lực và làm việc. Vì sao mình lại không nói một cái câu ái ngữ, một cái câu yêu thương cho phụ huynh? Cái gì cản trở em đang? Cái mà cản trở em, tại vì em quan trọng cái việc làm của mình hơn là lời nói. Ví dụ như em đã hứa với ai rồi thì em phải làm cái điều đó. Có thể là những cái gì mà bên trong của em á, em sợ bị cái cảm giác hụt hẳn lắm. Tại vì cuộc sống của em chưa bao giờ mà cho em có một ai cho em cái cảm giác là chắc chắn cả. Cho nên em luôn chắc chắn mọi thứ. Dạ đúng rồi. Và đến ngay cả cái việc là nói một lời yêu thương cái mình cũng không dám chắc để mình nói. Dạ, luôn đúng rồi. Thực ra mình nói lời yêu thương chứ mình đâu có hứa là mình thương họ rồi mình cho họ cái gì đâu. Đôi khi người ta, mọi người nghĩ là nó sến hoặc là nó thảo mai, nhưng mà chị nghĩ là nhu cầu của con người á, trong một cái quan hệ tình cảm, tất cả chúng ta đều muốn được nghe những cái lời yêu thương một cách gọi là một cách rõ ràng, rành mạch. Cho nên là các ví dụ như, và chỗ này là chị thấy hơi bất nhẫn cho phụ huynh nè. Ví dụ khi mà các bạn yêu một ai đó thì các bạn rất là dễ dàng để đi củng cố cái niềm tin cho đối phương là anh yêu em hoặc là em yêu anh. Hoặc là chúng ta đề nghị ai đó nói với mình cái câu đó. Nhưng mà con yêu ba mẹ hoặc ngược lại ba mẹ yêu con, nó lại là một cái câu được sử dụng một cách rất là hà tiện luôn. Biết chữ hà tiện ở quê mình hay xài không? Xài một cách rất là hà tiện, rất là keo kiệt, rất là rón rén. Vì sao cơ chứ? Đúng không? Chị không biết điều này nó có đúng hay không, nhưng mà sau cái câu chuyện của em á, chị có cảm giác là cái ám ảnh đói nghèo của em á, nó là cái ám ảnh mà không phải là vì em nghĩ cho em, mà em nghĩ cho mẹ luôn á. Nghĩa là cái ám ảnh đói nghèo đó nó đến từ một cái hình ảnh mà mình được ghi nhận trong quá khứ là mẹ đã bị bất lực, mẹ bị túng bấn, mẹ bất lực. Và nó ghim vào trong nhận thức của mình một cái hình ảnh, một cái mong muốn quyết liệt là mình phải đủ đầy. Mình phải đủ đầy để cái hình ảnh của người phụ nữ này nó không bao giờ được lặp lại như vậy một lần nữa. Là mẹ không khổ như vậy nữa, mẹ không đói như vậy nữa. Tức là em nghĩ luôn em, cái ám ảnh đó là cái ám ảnh mà muốn được mẹ được giải thoát. Chứ không phải là mình. Mạnh dạn nói một cách rõ ràng, một cái câu yêu thương, một cái tâm tình mà mình dành cho ba mẹ. Tại vì em có làm những điều đó cho ba mẹ, chứ không có nghĩa là em chỉ nói suông. Tiền em có để dành, chăm lo vật chất em có chăm lo, phụng sự về mặt sức khỏe em có phụng sự. Vậy thì bây giờ thêm một lời nói nữa để mình đẹp cho nguyên một bộ thì nó cần nó đang.
Cảm ơn em ngày hôm nay đã có mặt ở đây với một cái câu chuyện mà nó rất đúng với cái hình ảnh em đã được mọi người trao cho cái danh hiệu đó là người đẹp truyền cảm hứng. Cái cảm hứng này nó không có gì xa lạ trong đời sống tinh thần của chúng ta hết. Cái cảm hứng về tình yêu thương, cái cảm hứng về việc đón nhận những người thân trong gia đình. Cái cảm hứng mà ở đây có một nhân vật được nhắc tới mặc dù không xuất hiện là ba mẹ của em, đặc biệt là mẹ. Cái cảm hứng về cái câu chuyện đó là hãy cứ đón nhận con mình. Từ đó tự khắc con mình sẽ có những cái hồi đáp mà nó nằm đúng trong cái kỳ vọng của tất cả những người làm cha mẹ. Đó là sự hiếu đạo, đó là sự trách nhiệm, đó là sự tự lập. Chỉ cần đứa trẻ cảm thấy được rằng là mình an toàn ngay trong chính gia đình của mình thì tự khắc những cái trái ngọt này nó sẽ có để phụ huynh có thể thu hoạch. Và có cả sự cảm hứng về sự cần cù, về sự vượt khó ở đây nữa. Và chị thích nhất là cái tinh thần đó là mình phải yêu chính mình, mình phải đón nhận chính bản thân của mình. Và từ cái việc đón nhận đó thì mình làm cho nó mỗi ngày đẹp hơn một chút, lung linh hơn một chút, thì điều đó đã làm cuộc sống có ý nghĩa rồi. Bởi vì về căn bản thì ngoài chúng ta ra không ai làm cái điều đó giùm cho chúng ta cả. Cảm ơn Hà Đen rất nhiều. Và cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với Ai Cũng Có Chuyện. Và y như rằng ai ngồi đây cũng có chuyện. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình tuần này đã hết rồi. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với Ai Cũng Có Chuyện. Chúng ta hẹn gặp nhau vào một tuần nữa quý vị nhé. Và xin chào. Chờ là chương trình cách, tại vì tụi em muốn là thấy anh để tụi em còn ghi hình lại để làm tư liệu của anh. Khi mà anh nói chuyện á, nên chỉ cần thấy anh thôi, thấy cần nhân vật thôi. Dạ, chứ không cần thấy tụi em ha. Thì ở đây là ekip của Bạn Muốn Hẹn Hò. Em là uyên biên tập của chương trình và một số bạn về mặt sản xuất nữa. Dạ. Thì đầu tiên mình giới thiệu về bản thân mình giúp em anh ha. Họ và tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp ạ. Anh tên là Huỳnh Lê Đắc. Anh tên là Huỳnh Lê Đắc hả? Dạ. Quê quán hả? Anh người Sài Gòn nhưng mà nguyên quán thì Vĩnh Long. Sinh rồi đa... Anh ơi, anh sinh năm mấy vậy? Anh là 82. Rồi, ok. Nhưng mà anh có một cái yêu cầu là ví dụ tham gia đừng có nhắc năm sinh của anh ở trên. Tại trên sao vậy anh? Anh ngại. Có gì đâu ngại, ai cũng lên đây cũng sẽ nói ví dụ như là em tên Huỳnh Lê Đắc, em sinh năm 82 hoặc là em bao nhiêu tuổi thôi. Tại cái tuổi anh nó hơi to nên anh ngại. Không anh ơi, ở đây có nhiều người lên, ta lên sinh năm 69, 70, 7 mấy luôn á. Có gì đâu ngại nhá. Cứ bình thường anh ha. Ok. Tại rồi, nói chung... về điểm mạnh, điểm yếu của anh là gì vậy? Điểm mạnh hả? Điểm mạnh anh cũng không biết nói gì. Nói chung là anh thích, sở thích đi ha. Anh thích thể thao, anh thích trẻ em, anh thích từ thiện, anh thích... Còn không hút thuốc, rượu bia thì cũng không thích uống. Vậy gọi là điểm mạnh không? Anh cũng chả đó, biết. Đó là điểm mạnh đó. Rồi, còn điểm yếu là những cái tật xấu, những cái sở đoản của mình á. Sở đoản hả? Sở đoản của anh là chắc là anh không biết gọi là gì, cô gái đi ha, nói cho bình dân học vụ đi. Nói chung là anh dễ quê, anh không có chai mặt được. Là gái từ chối là xong rồi đó. Đúng, quay xe liền luôn. Kiểu mà mình không muốn, thật sự thì... Rồi ví dụ anh... như cô gái đó cô quá tốt đi, tự nhiên về nhà, nói chung là gặp ba mẹ ta khó quá cái quay xe luôn hả? Không phải gặp ba mẹ mà do cổ thôi, chứ anh không sợ ba mẹ. Vậy nghĩa thì là ok. Kiểu nhiều người, nhiều giống như anh thì anh thích tầm 25-26 đổ lại thôi. Đổ lại là sao? 25-26 đổ tới bao nhiêu? Đổ lại... Là nhỏ hơn từ bao nhiêu cái nhỏ hơn nhỏ nữa. Hơn 28, nhỏ hơn 25-26 nữa, nhỏ hơn 28. Chính vì nhỏ vậy hơn. Chính vì vậy anh mới ngại nói cái tuổi này ra, nhưng mà nhìn anh thì người ta không biết. Anh, tại vì chương trình của tụi em là chương trình thực tế và chương trình nó có những cái xác thông tin xác thực nên cái gì nó cũng phải yêu cầu rõ ràng á. Thì okay, anh có những cái yêu cầu đó thì bên em cũng sẽ ghi nhận lại. Nhưng mà còn cái việc mà mình nói độ tuổi mình thì cũng chẳng sao, tại vì nhiều bạn nữ thì cũng thích những cái người lớn tuổi anh ha. Nhưng mà tại sao mà anh lại thích nhỏ tuổi? Ngang tuổi mình nó cũng sẽ hiểu hơn. Tại vì các bạn nhỏ tuổi thì ví dụ như họ cũng có những cái yêu cầu riêng của họ nữa. Anh hiểu. Nói chung anh hiểu. Nhỏ tuổi hơn thì cái thế giới quan của nó cũng sẽ... Tại vì anh cũng chơi giống như quen biết qua nhiều lứa tuổi thì anh cũng biết là
cái thế giới quan của mấy người nhỏ nhỏ, người sao ta, sorry em, chắc em cũng còn nhỏ nên nói chung là cái nhìn nhận về 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 giống như là cái hướng nhìn nó cũng khác nhau, nó cũng không có giống nhau. Đại khái là về cái thế giới quan của người ta đứng ở mức độ trẻ thì người ta sẽ nhìn khác, nhưng mà nói chung anh thì nói chung anh trẻ nhưng mà anh thích có cái giống như là cái suy nghĩ cũng, thì chắc có lẽ là cái suy nghĩ phải hơi lớn lớn chững chạc tí xíu thì mới thích mấy người lớn được. Đại Ừ, khái là ý là anh là suy nghĩ của anh còn trẻ nên anh thích những người trẻ đúng không? không, thứ nhất là vậy, nói chung là anh cũng cũng tùy, có lúc thì suy nghĩ anh cũng trẻ, có lúc thì suy nghĩ cũng chững chạc nói chung, nhưng mà cái thích của anh là anh thích những người trẻ trung, anh thích sự trẻ trung, anh không có thích Ok rồi, sự chốt lại là anh thích sự trẻ trung. ừ. Sẽ là từ 28 đổ xuống hả? 30 đổ xuống được không? Nhiều người 30 đổ xuống ở gì, người 30 người ta cũng trẻ trung mà. Ta còn xinh đẹp nữa. 30 hả? Ừ. 30 thì nếu mà nhìn như 24, 25 thì cũng được, nói chung là 30 là anh thấy tuổi cũng hơi cứng cứng. Nói chung là nếu mà miễn cưỡng lắm thì Tại vì bây 30. giờ anh cứ gặp mấy bạn, ví dụ như Gen Z bây giờ hoặc là 9X cuối bây giờ thì mấy bạn hơi chững luôn á. Còn chưa chắc là những cái bạn mà 9X đầu thì lại 9X đầu hoặc là 8X là người ta Em lại hiểu, ấy đâu, nhiều khi người ta còn thì trẻ nói chung hơn cũng nữa. tùy người, nói chung cũng tùy người, nói chung là trẻ về cái ngoại hình thôi, chứ còn cái suy nghĩ, cái suy nghĩ nếu mà nếu suy nghĩ cứng cứng chững chạc thì càng tốt, trẻ thì về cái ngoại hình, nói chung là đại Nói khái chung là anh cần ngoại hình rồi, ok em đi trong đây rồi, thôi em hiểu rồi. không, Rồi bây giờ anh nói về tình trường của anh đi, hay là anh đã trải qua cuộc hôn nhân nào chưa, như thế nào ạ? chưa chưa anh còn độc thân. Rồi rồi mấy cái cô đó mẫu người thì về về ngoại hình thì lại là trẻ. À, xinh xắn, nói chung xinh xinh tí nữa, nói chung bạn bè cho anh khó mà anh thấy cũng bình thường, không có đến nỗi khó, nói chung ngoại Không hình khó mà anh độc thân tới giờ là mấy bạn nói không khó là đúng rồi. không phải đâu, là do anh nói là do anh bị cái khuyết điểm là anh không có chai mặt được, dễ quê, anh giống như anh làm quen người ta mà người ta có thái độ mà giống như là không thích Tại vì đi, ví dụ như mấy bạn anh sinh không. trẻ, mấy bạn cũng có những cái nhiều người á, người ta cũng có những cái điều kiện là ví dụ như hơn người ta khoảng bao nhiêu thôi anh. Đó là em chia sẻ thật, là bởi Em vì hiểu. họ nghĩ, mấy bạn suy nghĩ là ví dụ như với bản thân tụi em đi, ví dụ như bản thân em có, nếu như mà cho ai lựa chọn thì em cũng sẽ lựa chọn ngang á, ngang 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 hoặc hơn em 1, 2, 3 tuổi gì thôi, chứ em Em không có hiểu. lựa chọn lớn hơn. Tại vì em sẽ suy bị một cái suy nghĩ là họ sẽ có những cái suy nghĩ lớn hơn, họ không có suy nghĩ cùng với mình thì em không thích những người như vậy. Đó đó là những cái chính kiến của em đưa ra khi mà em bản thân em đó là như vậy, nên ai cũng sẽ có. Nhưng mà có nhiều bạn khi mà em, tại vì em làm biên tập chương trình này rất là lâu, nên có nhiều bạn họ cũng có yêu cầu là bằng tuổi em, ngang tuổi em chẳng hạn, thì ta yêu cầu là những cái anh chàng lớn hơn ở 10 tuổi 20 tuổi gì đó, Thì nói thì chung cái cũng có đó là người này tùy người người kia, à. em hiểu mà. Còn là do anh khó thì anh giải thích cho em nghe là anh phải khó là do anh hay bị Nhưng mà dễ hiện quên, tại là anh đang làm công việc gì anh? anh kinh doanh, anh hùng hạp Kinh với bạn doanh bè gì anh? mở nhà hàng quán ăn này kia các Rồi kinh doanh nhà hàng quán ăn là cho em những cái tên của kinh doanh những cái quán ăn nào vậy? kiểu. Anh đang hùng với anh bạn ở quán Khoai ở quận 4 nè, rồi sắp tới thì có một cái nhà hàng ở Trần Quốc Thảo thì đang sửa chữa chưa khai trương. Chỉ có một cái quán khoai ở quận 4 thôi. Hiện tại À, là quê anh đang ở đâu, quận mấy? anh hả, anh thì hiện tại anh đang ngồi nói chuyện với em thì anh ở Bình Chánh, nhưng hộ khẩu anh ở Quận Nhất, nói chung là Nhưng mà hiện tại là anh đang ở Bình Chánh thì em sẽ ghi ở Bình Chánh. Dạ. ba anh ở Bình Chánh thì nói Rồi. chung anh cũng phải ghé qua, tại ngày nào anh cũng phải ghé qua tại ba anh ở con mình, ba anh ở Rồi. mình, mẹ anh ở con mình, nên ngày nào nói chung ngày nào anh cũng phải ghé qua thăm thăm mấy Rồi mẹ là ở đâu? ở quận 10. Là Chung là thường anh ngủ ở đâu? anh ngủ quận Nhất, Rồi ok. Là nhà mình có ở quận nhất đúng không anh? Là có đường nào ạ? À? Là nhà riêng của anh hả? nhà riêng, em yên tâm, nhà riêng có. Nhà riêng ở quận nhất rồi. Về về tình trường của anh là anh trải qua mấy mối tình rồi? Mối tình nào sâu đậm nhất? Lý do vì sao chia tay mối tình đó? Tình trường
sâu đậm, sao anh thấy là toàn là Bây giờ anh cho em biết là anh có bao nhiêu mối tình rồi nè. ví dụ mà mình crush cứ gọi là mối tình. Thì cái đó là anh crush người ta, thì chưa gọi là mối tình nhưng mà đó là tình đơn phương á. À, tại vì anh thấy mấy cái đó hình như nó sâu đậm hơn, giống như quen hay sao á. Còn Bây anh giờ anh quen quen, thật sự là anh quen là bao nhiêu mối tình rồi nè. là quen 2 triệu hả, 3 mối tình. Ừ, 3 mối tình, lý do vì sao chia ta? Mấy mối này anh quen bao lâu, lý do vì sao chia tay? Không hợp. Cái bạn mà trẻ nhất anh quen là 2K1 cách đây 3 năm, là lúc đó bạn ở đang là sinh viên. Rồi thì mới vậy sao mà gọi là hợp đó, cho anh quen tới 2K1 luôn mà anh kêu hợp, thì mấy bạn đó rất là còn trẻ, họ Không cũng chưa hiểu. có Thì nói lập chung gia đình hay cái gì đâu. Bây giờ không là phải, em không hỏi phải, thật nha, khi mà em đã đứng ở vai trò là làm ai làm mối cho anh, thì ví dụ nha, ví dụ luôn á, là ví dụ như em kết đôi với anh, với một người đó, thì anh nghĩ là khoảng ví dụ như cảm thấy là xinh xắn này kia luôn á, phù hợp với anh, thì khoảng bao lâu thì anh sẽ tiến đến kết hôn, hay là chủ quan vậy thôi? anh muốn kết hôn lẹ chứ, nếu mà hợp và ok đàng hoàng nhạc, giống như gia đình này kia tính tình hợp đàng hoàng thì khoảng 6 tháng. Ừ, rồi ok. Thì ở đây em cũng đã ghi nhận hết những cái thông tin về anh nè. Những cái gì mà anh yêu cầu, thì giờ còn có yêu cầu gì nữa không nè? Về bạn gái á. Nói chung là khoảng mét 6, đừng đừng thấp quá, là mét 6 đổ lên là được. Anh mất máy. Anh 72. Ừ, rồi ok. Rồi vậy anh ha, có gì thì nếu như mà anh được lọt vào vòng 2 của chương trình, hoặc là có người phù hợp, thì bên em sẽ liên hệ lại với anh ha. Ok, rồi cảm Rồi ơn em. cảm ơn anh. Ok. Một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình nhá. Họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán nhá. À, ngày tháng năm sinh à, ngày tôi sinh ngày 4 tháng 10 1993. Họ tên của anh là gì ạ? Họ tên là Đào Trung Hoàn. 1993. Đúng. Rồi Hoàn đang ở đâu và công việc là gì? Em ở bây giờ Vĩnh Bảo Hải Phòng, Tam Cường Vĩnh Bảo Hải Phòng, thôn 6 Tam Cường Vĩnh Bảo Hải Phòng. Đúng Là rồi. đang ở Hải Phòng. Vâng. Quê gốc của mình đâu? Vâng, quê Vĩnh Bảo. Anh đang là anh chủ động chia sẻ nhé, anh công việc công Vâng. tác như thế nào, anh có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Công việc này, công việc bây giờ mình chỉ làm công nhân thôi, tạm thời công nhân ở di tích đây. Còn là Công nhân nhà máy hay là như thế nào ạ? công nhân nhà máy thôi. Còn là mình thường đi tàu ấy, đi tàu tàu biển ấy, Thường đi tàu biển. tàu đúng rồi. Đi tàu biển vậy thì tháng đi mấy lần anh? Đi tàu, Ý là công đi việc của anh thì cho thời gian là trong như nước nào? ký là em ký thường là ký là 10 cộng 2, em đi trên tàu là 10 cộng 2, 10 cộng 2 là sao anh? là 10 tháng và có thể đi thêm 2 tháng nữa nếu mà cần thiết ấy. Nếu mà 10 cộng 2 có lúc thì đi 9 tháng, 8 tháng cũng được nếu mà đi về sớm. Nhưng mà nếu mà mình đi 1 năm, mình đi 10 tháng, đi 9 tháng như thế này á, thì thời Vâng. gian đâu hẹn hò với chăm sóc vợ con? Đấy. Thế là bây giờ tạm thời làm công nhân. Công nhân nhưng mà bình thường. Dạ không, em đang hỏi là anh hiện tại đang là công việc là đi tàu biển hay làm công nhân? Hiện tại chính thức bây giờ về thì chưa chưa biết làm gì, là coi như chính xác trước là đang làm công nhân thôi. Là bây giờ là chưa làm gì Có làm công nhân. Khi về nhà thì làm công nhân thôi. thì anh có đi biển không ạ? À, có. Nếu Thì anh có điểm mạnh mà điểm yếu gì? điểm mạnh thì mình làm việc có như chú tâm công việc làm việc thôi. Còn Chương trình bạn muốn hẹn hò là quay ở trong thành phố Hồ Chí Minh á.
thì nếu mà Không. tìm được bạn gái mà phù hợp thì anh có bay vào trong đây tham gia được không ạ? Nên là nói chuyện mình ngại đấy, nhưng có chương trình mà có cái cách gì mà để nói chuyện cho nó hợp lý mình Là hạn như chế, nào? đúng rồi, Ý ý như bạn là nói bạn chương đấy. trình của bạn muốn hẹn hò là ghi hình trong thành phố Hồ Chí Minh, vào trong này thì tìm được bạn gái phù hợp thì sẽ mời anh lên trên sân khấu để mà mình cùng quay hình và để gặp gỡ bạn gái, thì anh có tham gia được không ạ? Là có. Là bạn là sắp xếp công việc bay ở trong thành phố Hồ Chí Minh luôn á. Vâng, được. Được rồi. Xin phép công ty nghỉ. Xin gì anh Được. nhỉ? À, xin phép công ty được mà, xin phép Rồi công rồi. ty cũng dễ đâu. Anh trải qua mấy mối tình rồi? Mối tình thì chỉ bình thường, Anh trải qua mấy mối là tình lúc rồi? một một thôi. Còn phần lớn là mình đi tàu tàu biển đấy, còn đi làm học cũng học với nam nhiều, nên là coi như trước nhà nghèo thì bắt đầu chăm chú việc học thôi, còn đi Thế làm thì cái mối tình đấy của anh là quen nhau bao nhiêu lâu? quen nhau thì Yêu sơ bao nhiêu sơ lâu? bình thường, Đã yêu quen nhau bao nhau nhiêu lâu? thì nó Là cũng thời là gian yêu là bao đứa nhiêu lâu bạn á? thời gian thì cũng hay 3 năm 4 năm, nhưng mà mình là coi như đi làm rồi, tàu linh tinh thì coi như họ dưới đôi khi Rồi quen như thế nhưng mà tại sao chia tay? chia tay, mình cũng không biết tại sao mình chia tay nữa. Thế là coi như chỉ biết là mình đi làm nhiều, họ nghe cưới chồng thế thôi, biết là mình Rồi rồi anh thế thôi. cần chương trình tìm cho anh xin bạn gái nào. Bạn gái thì Cần tìm người như nào anh? như kiểu như dễ nói chuyện, dễ bắt nói chuyện, dễ bắt nói chuyện, tính như mình cũng chẳng biết nói chuyện gì luôn. Ở đây bây giờ nói chuyện mình thường thích nói chuyện với nhau là mà ít người đấy, 2 người thì mới đầu 2 người nói chuyện thôi, chứ đông người mình hơi ngại. Rồi, chiều cao cân nặng, khoảng cách địa lý thì ở đâu thì quen được? Chiều cao cân nặng Chiều cao khoảng mình 1m63, nặng 60 kg. thì bạn gái thì anh muốn bao nhiêu ấy, em đang hỏi về bạn gái nha. Bạn gái ấy khoảng 1m62, 63 như mình, thế thôi. Còn cân nặng thì Rồi, bây giờ quen thì quen Hải Phòng à? Hay là quen ngoài trong Nam cũng được, quen ngoài Bắc cũng được. đấy là xem hợp hợp duyên thôi. Là Đúng. ok, Vâng. cảm ơn anh Hoàng nhá. Thì hôm nay là cái buổi Ok. làm quen nói chuyện để xem có phù hợp để vào vòng sau biên tập làm việc với anh không nhá. Vâng. Rồi. Vâng, cảm ơn anh. Anh giới thiệu đôi nét về bản thân mình, họ tên, tuổi, cũng như là công việc hiện tại của anh được ạ? Anh nghe không ạ? Ở cái chỗ này gần sân bay nó sóng nó hơi kéo. Alo. Hello, mình giới thiệu bản thân giùm em đi anh ơi. Anh là Tài, sinh năm 84, nhà ở Sóc Sơn, Hà Nội. Hiện tại đang làm cho thuê xe ô tô du lịch. Là mình cho thuê bao nhiêu chiếc anh? Anh đầu tư ít lắm, có mấy chiếc thôi. Đầu tư ít lắm mà, có 1 chục chiếc thôi hay nhiều thì nói để tụi Hai em biết. ba chiếc thôi.
Là hồi trước là anh có là công việc nào khác không? Trước anh có cũng về du lịch nhưng mà bọn anh là tổ chức tour với sự kiện. Ừ. Là anh đi, anh là tổ chức thôi hả? Hay là anh hướng dẫn viên luôn? Tổ chức thôi, hướng dẫn viên này Ừ. có đồng chí khác chuyên hơn. Dạ. Ừ. Rồi anh cho em biết điểm mạnh, điểm yếu và cái đường tình duyên của anh giùm em ạ. Điểm mạnh thì anh chả có điểm gì mạnh nhỉ. Gì, điểm nào mạnh Điểm nhất? Biết lái xe hay là biết quan tâm bạn gái hay là như thế nào? lái xe thì cũng mới biết được 15 năm nay. Điểm yếu thì là hay ăn nhậu. Ừ, hay đó. Nhậu hút thuốc được không anh? Anh không thuốc chè là không không dùng, cà phê cũng không, chỉ uống bia. Ừ. Rồi, đường tình duyên thì sao? Anh từng kết hôn chưa ạ? Anh đã kết hôn một lần rồi, đang có cháu năm nay 12 tuổi đang ở với anh. Rồi, lý do tại sao vợ chồng chia tay nhau? Ôi, lý do thì hai bên thì bây giờ làm sao mà nói được hết lý do nhỉ? Nó không hợp nhau, duyên tình nó hết rồi thì chia tay thôi. Không, nó sẽ có những cái bài học kinh nghiệm anh rút ra từ cái hôn nhân đó chứ. Hồi xưa mình có quan tâm vợ hay không hay là như thế nào? Thì cũng quan tâm nhưng mà nó đến một cái lúc nào đấy nó không hợp nhau nữa rồi thì nó không thể ở được với nhau nữa thì phải chia tay thôi. Ừ, bây giờ vậy em muốn tìm một người như thế nào? Một người cùng hoàn cảnh với anh thì là tốt nhưng mà chưa có ra con thì là tốt hơn, đỡ phải ràng buộc. Là anh đang nuôi đứa con bao nhiêu tuổi? Con anh 12 tuổi rồi. Rồi là anh muốn cô gái không có vướng líu là độc thân chưa lập gia đình đó hả? Lập gia đình rồi cũng được nhưng chưa có con thì tốt. Ừ. Có con mà bên gia đình của cô đó hoặc là chồng cổ nuôi được không? Ôi, anh không thích vướng víu vào con cái. Mà nếu vậy thì anh thấy nó có công bằng không? Anh đang vướng víu con cái thì ai chịu anh? Thì vậy á, thì em đang muốn nói cái yêu cầu của anh mới nói Có nghĩa là vậy. yêu cầu của anh ở trong này người ta không có đúc người cho anh, mà có nghĩa là anh cũng phải yêu cầu cho nó phù hợp thì tụi em mới có thể làm việc được. Anh biết không, mình có thể là cái đó là cái chuyện về sau này khi tình cảm nó có rồi thì mình sắp xếp rồi thêm sau. Chứ còn bây giờ anh yêu cầu cái đó. Em nghĩ với điều kiện của anh thì cũng không khó gì anh chọn được những cái người mà người ta chưa từng kết hôn. Không lẽ không có? Ôi, anh thấy không có gì là không có hết chứ. Không, ý em nói ở bên ngoài đó là tại sao anh không ra ngoài đó là tại sao anh gặp được những người đó mà anh phải vào chương trình. Nếu mà anh tìm được thì anh đã không phải nhờ chương trình. Đúng rồi, ở ngoài mà còn ở ngoài nó dễ hơn rất nhiều so với trong này đó anh, cho nên ở ngoài không có thì trong này cũng thua luôn á, chắc chắn luôn. Trong này những người khó tính không mà, ví dụ như em có những cái người điều kiện đáp ứng của anh hết rồi nhưng mà người ta đang có con riêng và người ta cũng muốn người đàn ông không có con giống anh vậy đó, rồi anh cũng đâu đáp ứng được người ta đâu, đúng không? Ừ, nên ok nếu mà anh vẫn nhất quyết về cái tiêu chí này thì tụi em vẫn ghi nhận, nhưng mà anh chị như vậy thì em không có ghép được cho ai hết đó. Rồi, ngoài cái tiêu Ok. chí đó anh còn yêu cầu tiêu chí gì nữa không ạ? Không, anh chả có tiêu chí gì hơn. Dạ rồi, ok, vậy thì cảm ơn anh nha, phần casting của anh xong rồi đó. Dạ. Cảm ơn em.